Ngay sau hội nghị trực tuyến bàn biện pháp ứng phó với siêu bão Haiyan của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành thị bàn biện pháp ứng phó. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì hội nghị. Theo dự báo, thành phố Vinh có thể là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp nên từ chiều ngày mai ngày 9 tháng 11 có thể có mưa to và từ đêm ngày 9 tháng 11 đến sáng ngày 10 tháng 11 siêu bão có thể vào đất liền. Để chủ động đối phó với siêu bão Haiyan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị các cấp, các ngành và các huyện thành thị hoãn ngay các cuộc họp và các hoạt động không cần thiết trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 11. Tổ chức các lực lượng thường trực 24/24 giờ và ngay từ bây giờ, các địa phương phải triển khai một biện pháp kêu gọi, cưỡng chế các tàu thuyền về đất liền và tìm nơi trú ẩn an toàn vì sóng biển có thể dâng cao từ 6 đến 10 mét. Tổ chức các phương án sơ tán, di rời tất cả nhân dân trong vùng nước biển có thể dâng cao từ 6 đến 10 mét đến nơi an toàn tuyệt đối. Tập trung chằng chống nhà cửa, công sở, trường học, phát gọn cây xanh cho tất cả các trường nghỉ học từ ngày mai đến ngày 12. Lo cho bệnh nhân có chỗ trú ẩn an toàn. Sở Nông nghiệp phải có phương án thông báo và chủ động xả nước từ bây giờ vì hiện các hồ đập đã đầy nước. Có phương án ứng cứu khi bão vào, đảm bảo thông tin từ tỉnh đến cơ sở. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm đầy đủ để kịp thời ứng cứu cho nhân dân, không để nhân dân bị đói, khát, bị cô lập. Tránh tình trạng chủ quan, coi thường vì lâu nay bão không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh ta. Các phương án đối phó với siêu bão Haiyan phải hoàn tất trước 19 giờ ngày 9 tháng 11. Các huyện miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra do mưa lớn và hoàn lưu sau bão. Sau khi nghe, các địa phương cũng đã báo cáo tình hình triển khai phòng chống siêu bão Haiyan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường lưu ý thêm, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu tình hình, mức độ nguy hiểm của cơn bão và chủ động phòng chống siêu bão. Nơi nào để thiệt hại về người và tài sản do chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy chính quyền và nhân dân. Hơn lúc nào hết, toàn hệ thống chính trị phải tập trung chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do siêu bão gây ra. Và ngay sau cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh và các ngành đã xuống cơ sở để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Các huyện cũng tổ chức họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp đối phó với siêu bão. Sau bão lụt, các địa phương tập trung khắc phục, báo cáo kịp thời, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.